Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp từ Photoco Valency nhận 0.2 token có kêu là BFL nghe tất cả các bạn. BFI chứ, token này sẽ list lên sàn Hotbit và sẽ tiếp tục list lên sàn Uniswap của Tiger các bạn. Và góp này nó sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 3 năm 2021 các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link Telegram. Phần link mô tả mình mã Telegram bấm start chat bot các bạn. Các bạn bấm continue. Rồi các bạn gấp trang nha các bạn. 52. Rồi thì khoan các bạn chờ một xíu. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Join vào. Rồi. Các bạn mới đáp lại. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Mình nên là để mình bỏ bớt ngừng gấp các rồi các bạn join các bạn mất đất lại nha mà các bạn Twitter thì các bạn follow về Twitter chỉ bên bot nha mà rồi các bạn chạy chút xíu nha mà cho nó chuyện với trang cho Twitter mình rồi các bạn Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm don. Rồi bấm don tiếp nha các bạn. Rồi các bạn điền lời username Twitter của mình nha các bạn. Còn memo của mình nha các bạn. Rồi bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ EC20 bên dưới chút wallet main server wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha. Các bạn sao chép copy. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè những cái thằng này kiếm thêm tục cần các bạn. Như video mình đến đây kết thúc, mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.